danh diễn viên, hồ sơ trinh sát TVB sau hơn 20 năm. Cao Tiệp, Quách Khả Doanh đã in về gia thất. Sếp Dũng, Đào Đại Vũ rời khỏi TVB để phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Hồ sơ trinh sát được xếp vào danh sách những bộ phim hình sự thành công nhất mọi thời đại của TVB, mở đầu cho thời kỳ phát triển của dòng phim điều tra phá án trên màn ảnh nhỏ Hồng Kông. Ngay từ tập đầu tiên, phim đã lôi cuốn khán giả bởi những vụ giết người ly kỳ, hấp dẫn cùng mối quan hệ chồng chéo của các nhân vật. Hồ sơ trinh sát với 4 phần được thực hiện liên tục từ năm 1995 đến năm 1999. Tuy nhiên, ở phần 4, dàn diễn viên chính và cốt truyện được thay đổi hoàn toàn, dẫn đến sự thất bại về mặt dây tinh. Vì thế, trong tâm trí nhiều khán giả chỉ ấn tượng với dàn diễn viên xuất hiện ở 3 phần đầu như Đào Đại Vũ, Quách Khả Doanh, Lương Vinh Trung, Tô Ngọc Hoa, Quách Ái Minh. Sau hơn 20 năm, cuộc sống và sự nghiệp của các diễn viên ngày ấy đã có sự thay đổi rất lớn. Đào Đại Vũ đảm nhận vai sếp Trương Đại Dũng điển trai, mưu trí, sẵn sàng đối đầu với tội phạm để bảo vệ công lý đã giúp Đào Đại Vũ được yêu thích cuồng nhiệt và gắn với biệt sát thủ bà nội trợ vào những 90. Sau đó, nam diễn viên rời TVB để sang ATV đóng phim nhưng không gây được nhiều tiếng vang. Năm 2003, Đào Đại Vũ trở về màn ảnh nhỏ TVB và tái hợp với người tình màn ảnh Quách Khả Doanh trong các bộ phim như Thầy Hay Trò Giỏi, Cảnh Sát Mới Ra Trường. Đến năm 2009, sau khi kết thúc hợp đồng với TVB, anh chính thức tiến quân phát triển sự nghiệp tại thị trường Trung Quốc. Đào Đại Vũ đảm nhận vai sếp Trương Đại Dũng mưu trí, sẵn sàng đối đầu với tội phạm để bảo vệ công lý đã giúp Đào Đại Vũ được yêu thích cuồng nhiệt và gắn với biệt danh sát thủ bà nội trợ vào những 1990. Sau đó, anh rời TVB sang ATV đóng phim nhưng không gây được nhiều tiếng vang. Năm 2003, Đại Vũ trở về màn ảnh nhỏ TVB và tái hợp với Quách Khả Doanh trong các bộ phim như Thầy Hay Trò Giỏi, Cảnh Sát Mới Ra Trường. Đến năm 2009, anh kết thúc hợp đồng với TVB và chính thức tiến quân phát triển sự nghiệp tại thị trường Trung Quốc. Năm 2000, Đào Đại Vũ tổ chức đám cưới cùng nữ diễn viên Huỳnh Tuệ Bảo. Trước đó, cặp đôi có thời gian 10 năm yêu nhau. Tuệ Bảo cũng là người phụ nữ đã cùng Đại Vũ trải qua những ngày tháng gian khổ nhất khi anh chỉ là diễn viên trẻ, chưa được TVB trọng dụng. Năm 2007, Đại Vũ vướng vào scandal hẹn hò cùng Quách Thiện Ni. Vì nàng hoa hậu, nam diễn viên quyết định ly hôn với vợ. Thế nhưng, chuyện tình Đào Quách chóng vánh, không lâu sau nàng bỏ chàng để đi theo người đàn ông khác. Quách Khả Doanh, năm 1993. Quách Khả Doanh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông Công và giành được giải thưởng thí sinh có tiềm năng diễn xuất. Sau đó, nhờ gương mặt cá tính, cùng vóc dáng, chuẩn, Khả Doanh có được vai diễn đầy trong phim Gia Nhân Các Oát. Tuy nhiên, tên tuổi của cô chỉ thực sự được khán giả nhớ đến khi thể hiện nhân vật Cao Tiệp trong Hồ sơ trinh sát. Đây cũng là vai diễn để đời đưa tên tuổi Quách Khả Doanh ngày càng đi lên, trở thành một trong những hoa đán của TVB lúc bấy giờ. Quách Khả Doanh, năm 1993. Quách Khả Doanh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và giành được giải thưởng thí sinh có tiềm năng diễn xuất. Sau đó, nhờ gương mặt cá tính, cùng vóc dáng chuẩn, Khả Doanh có được vai diễn đầu tay trong phim Gia Nhân Các Oát. Tuy nhiên, tên tuổi của cô chỉ thực sự tỏa sáng khi thể hiện nhân vật Cao Tiệp trong Hồ sơ trinh sát. Đây cũng là vai diễn để đời đưa tên tuổi Quách Khả Doanh trở thành một trong những hoa đán của TVB lúc bấy giờ. Năm 2004, Quách Khả Doanh kết hôn cùng tài tử Lâm Văn Long và lui về quản lý việc kinh doanh của gia đình. Dù vậy, tin tức và hình ảnh của cặp vợ chồng cùng cô con gái 5 tuổi vẫn được báo chí săn đón và nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Lương Vinh Trung, bên cạnh cặp đôi diễn viên chính, chàng cảnh sát mới vào nghề khờ khạo nhưng chung thủy trung nghĩa, Lương Vinh Trung đã chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Sau khi hồ sơ trinh sát kết thúc, Vinh Trung không ký tiếp hợp đồng với TVB khiến tên tuổi của anh dần bị quên lãng. Năm 2007,
nam diễn viên kết đôi cùng Chung Gia Hân ở phim Mẹ Vợ Thần Thánh. Đây cũng là vai nam chính duy nhất trong suốt gần 10 theo nghiệp diễn của anh. Hiện tại, Lương Vinh Trung phải không đóng phim mà chuyển sang vai trò người dẫn chương trình giải trí game show trên TVB. Nam diễn viên đã ở độ tuổi tứ tuần nhưng vẫn chưa kết hôn. Tô Ngọc Hoa, khán giả yêu mến Hồ Sơ Trinh Sát chắc sẽ khó quên cô nàng Kim Chi ham tiền và có mối tình đáng yêu cùng chàng cảnh sát Trung Nghĩa. Sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1968 tiếp tục góp mặt trong hàng loạt phim ăn khách của TVB như Trái Bí Lớn, Ba Chị Em, Hương Sắc Cuộc Đời. Năm 2009, cô sang New York học khóa biểu diễn nghệ thuật. Gần đây, Ngọc Hoa đã quay lại TVB, tham gia Tái Đắc Hữu Tình Nhân và phim Bom Tấn Kiêu Hùng cùng Lê Diệu Tường, Thang Trấn Nghiệp, Hồ Hạnh Nhi. Sau hơn 20 năm đóng phim, Tô Ngọc Hoa luôn đảm nhận vai phụ và không nổi đình nổi đám như các nữ đồng nghiệp khác. Nhưng cô lại đặc biệt thành công trong lĩnh vực sân khấu kịch với giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc do giới chuyên môn bình chọn. Ngọc Hoa vốn là người kín tiếng trong đời tư, vì thế, chuyện tình cảm của nữ diễn viên đến nay vẫn là ẩn số với người hâm mộ. Chung Lệ Kỳ, sinh năm 1976, Chung Lệ Kỳ bước chân vào nghệ thuật với vai trò người mẫu. Thế nhưng, nhờ gương mặt sáng cùng diễn xuất tự nhiên, Lệ Kỳ nhanh chóng lọt vào mắt xanh của đài TVB và tham gia diễn xuất ở nhiều bộ phim ăn khách như Lần Theo Dấu Vết, Đấu Sĩ Đường Phố, Đôi Mặt. Trong Hồ Sơ Trinh Sát, nữ diễn viên đảm nhận vai Tư Long, cô cảnh sát tốt bụng, gan dạ và yêu thầm anh họ Trung Nghĩa. Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng cả hai cũng đến được với nhau. Năm 2005, Chung Lệ Kỳ tạm ngưng sự nghiệp diễn xuất và mở lớp dạy yoga dành cho nữ giới. Hiện tại, cô là trong những giáo viên yoga nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình sức khỏe trên TVB. Năm 2010, nữ diễn viên mang thai và sinh hạ con gái đầu lòng, Quách Ái Minh. Trong Hồ Sơ Trinh Sát, Quách Ái Minh vào vai Gia Văn, người thứ ba, xen vào chuyện tình cảm giữa Sếp Dũng và Cao Tiệp. Thời gian sau, Ái Minh tiếp tục tham gia diễn xuất trong các phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt, Ti Ế Ô Ngạo Phong Vân, Bí Mật Trái Tim. Tuy chưa thể vươn lên hàng ngũ hoa đán của đài TVB, nhưng Quách Ái Minh luôn được yêu quý vì tài năng và học thức. Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, năm 1998, Quách Ái Minh kết hôn cùng nam diễn viên Lưu Thanh Vân và dần rút lui khỏi làng giải trí. Từ đó đến nay, cô thỉnh thoảng tham gia diễn xuất cho đỡ nhớ nghề. Tác phẩm gần đây nhất của cô là phim Lý Tiểu Hoàn và Miêu Thúy Hoa, đã lên sóng vào năm 2008. Trần Pháp Dung, năm 1989, Trần Pháp Dung giành giải Hoa hậu Hồng Kông, thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Cô nhanh chóng để lại ấn tượng trên màn ảnh nhỏ qua các bộ phim phim Mỹ Vị Thiên Vương, Lệnh Truy Nã. Đặc biệt vai ân đồng trong Hồ Sơ Trinh Sát II đã giúp Pháp Dung trở thành ngôi sao nổi tiếng của Hồng Kông. Với nhan sắc vạn người mê, Trần Pháp Dung từng là đối tượng theo đuổi của nhiều người đàn ông độc thân lắm tiền, nhưng trái tim cô lại trao cho Chu Minh, doanh nhân đã có một đời vợ. Năm 2008, báo chí đưa tin mỹ nhân sinh năm 1967 chuẩn bị kết hôn. Chưa đầy một năm sau, Pháp Dung tuyên bố chia tay vì người tình đã chán chê cô. Suốt từ đó đến nay, dù được cô bạn thân Thái Thiếu Phân hồng hên mai mối, cô vẫn không chọn được ai khi vết thương lòng chưa lành. Thank you.